da, su chi da, hey, su chi da. Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, mong tôi chưa mắt sẽ bắt em đi. Hey, em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai người ta. Giờ trong mộng mắt tôi cho tim đôi môi tôi chỉ vì em đâu hề sai, em đâu hề mai lên trên đỉnh đầu. Còn 10 tờ không anh? 10 tờ chị? 10 tờ chạy lên xuống dưới kìa. Chị em nhớ với 10 tờ chị ơi. Trời ơi, anh con trai này chạy lẹ đi. Anh đạt lẹ đạt. Nhanh nè. Rồi 100 cái số trên giường. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chạy đi anh. Chạy đi. Nha. Dễ thương quá. Nha. Trời ơi. Chả rồi 10 tờ. Số xuống tiếp với chị ơi. Hey. Xuống chị đây lại nè. Anh ơi đừng khóc. Anh ơi đừng lo, mong tôi trên mắt sẽ bắt em đi. Anh ơi đừng lo, anh ơi đừng cho tương lai vỡ tan. Sợ cho mùa mắt có chút tim đau vui mới chỉ vì anh đang để say, anh đang để mãi lên trái tim đầu. Khắp vào tương lai, anh cũng chẳng cần thương ngại. Sao bao niềm đau em mong rằng có thể biết dừng lại. Đừng nhớ để lâu vai, đưa lên cho một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tử. Vì sao những tôi khóc, hey, quá đáng để buồn đau. Rồi như những cơn lóc, hoặc cũng trong hương còn hồng màu. Vì sao em phải khóc, hey, tiếng đàn như bông thấy lòng và nhà giao lam hương như mơ.
dưng trời mưa đêm thì đồng lúa. Top 41, 41, 41. Hợp lệ. Về chúc mừng anh trai mình qua đó nhặt cho mình một con gấu bông nha. Rồi, tặng cho chồng con gấu bông nha. Dạ, em chào chị. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dành cho tất cả quý vị là một món quà cảm ơn của Sài Gòn Tân Thời để đã để cảm ơn tất cả quý vị tối nay đến ủng hộ rất là đông và ở đến thời điểm này cùng với lễ dân tôn anh sân khấu Việt Nam tại sân khấu Sài Gòn Tân Thời. Đó là một chiếc TV 43 inch dành cho quý vị may mắn được giải ở phần 4 tập trúng thưởng. Thì em hôm nay hơi đuối chút xíu nên là phải đi YouTube với dũng cảm nha, nhưng mà em sẽ ở đây để bốc thăm cho quý vị ơi. Ai chưa mà bước lên sân khấu mà mình đã bỏ thăm vô thì quý vị như di chuyển thật nhanh để chúng ta sẽ có cái phần may mắn ở cuối giờ. Đây là hiện vật quý vị trúng xong mang về liền luôn, và chỉ có một người thôi cho nên quý vị nhắn lại một chút xíu nha. Trời dễ thương quý chị đem vé ra. Trời ơi, cậu cho con cái tivi. Cái bạn áo vàng đó, bạn trúng tha hai lần bữa nay là đáng lý là không nên bỏ luôn đó. Dễ thương. Anh này là anh Quy phải không? Trời hết, dễ thương. Trời đất ơi. Trời ơi, anh Tiến bên này chơi bút chát luôn anh Tiến. Hay quá à. Một tuần em diễn 4 ngày nghe. Nhớ ngày nào cũng đi về là em cảm ơn rồi. Ít vậy thôi, đừng có nhiều quá. Dạ bỏ vô đi anh. Hy vọng đại ca đồng dạng. Kính thưa quý vị, một dòng 13 vé đều luôn từ đầu giờ tới bây giờ không thiếu một dòng nào luôn. Trời ơi. Xuôi ma. Dạ, cho em hỏi còn ai nữa mà. Dạ, còn ai nữa không em đợi à. Còn phía bên này nữa. Rái cánh tục bài đi, bên rái cánh thọc quái. Sao ma ra rột trộm đai thuộc quái, còn ai không à. Tiếng Thái đó mới học đó. Tiếng Căng. Còn đây nữa đẹp tôi. Một chiếc TV 43 inch sẽ về tay ai? Quý vị thân mến, và ngay bây giờ em hỏi lần nữa nghe, có ai chưa bỏ thăm không ạ? Cho em xin tín hiệu quý vị để em chờ ạ. Có không ạ? Có không ạ? Dạ dạ, đang đi lên. Tại vì chị ghi trễ quá. Dạ ok, đang lên em. Được rồi. Quý vị ơi, và chương trình ngày mai sẽ bắt đầu từ lúc 18 giờ, gọi là nôm na là phần chia lọc. Thì ngày mai tất cả những cái vật phẩm mà các bạn đã cùng cúng cho bàn thờ thì sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ để gửi lòng lại cho tất cả quý vị khán giả, coi như là phần cảm ơn. Thì quý vị nhớ đến thật sớm để cho tụi em có thể là gửi tận tay quý vị nha. Cho nên quý vị nhớ 18 giờ ngày mai. Riêng với phần phụng cúng thì tụi em cũng sẽ bắt đầu từ lúc 17 giờ. Cho nên quý vị nếu mà có tham gia hoạt động sân khấu thì đến nước nhà cùng với sự cảm ơn rồi nhé. Và ngay bây giờ em sẽ còn ai không ạ? Em đợi một lần nữa. Còn ai không quý vị? Có ai chưa bỏ thăm không ạ? Dạ rồi. Để mình mất cơ hội ạ. Mình trộn lên lần nữa nha. Dạ. Dạ nhớ ai? Móc lần trước lên. Dạ, nhà chưa có tivi à? Nhà ai chưa có tivi à? Khủng khiếp quá à. Anh kia đeo cái hộp sò một chối hơn em nữa mà nhà chưa có tivi hả? Bốn cái thằng ông nội đó hơi chết cái ta rồi. Rồi được chú vậy. Bắt đầu bóc nha. Được thôi chị. Chiếc tivi sẽ về tay ai? 43 inch. Ai đây à? Kính thưa chị, ai đã sử dụng màu viết là viết lâm màu xanh lá. Tên tác. Trời ơi, chị tác. Trời ơi, đây anh nhờ anh kiểm tra dừng cho em cái thang cái đã. Rồi bây giờ là đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, má đọc lại số điện thoại của má ơi. Má ơi, má 0902 805 507. Dạ đúng rồi quý vị, 0902 805 507. Hợp lệ, yeah, chúc mừng. Đây em sáng tặng liền cái xe luôn tại chỗ. Rồi xin đem một bên tặng mà còn nguyên một chai tặng cho bên đây. Dạ, mời anh Tám lên đây mình chụp một tấm hình lưu niệm mà. Lên đây mà lên đây đâu mà lên đây đâu. Dạ em mời anh chị lên đây để chụp một tấm hình lưu niệm với bên. Xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến ủng hộ cho sân khấu tân thời. Cảm ơn quý anh chị nghệ sĩ, cảm ơn quý quan khách, cảm ơn tất cả các anh chị đồng nghiệp cũng giống như là các đơn vị hỗ trợ, các đơn vị truyền thông, đặc biệt là đơn vị Minh Chim đã đến để ủng hộ từ đầu giờ tới giờ. Em cảm ơn anh Minh và cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Anh kêu giái đầu trúng đó kìa. Mọi người đốt nhang xong rồi mình sẽ rút cái phần mọi người thắp nhang lại một lần nữa, sau đó mình rút cái phần của mình vô để mình có thể làm tiệc nội bộ của mình ở trong.